Sau nhiều lần thất bại thì mình mới ươm được cái xà lách được nhiều như thế này. Cũng nhờ mình lên YouTube mình coi cái anh gì anh hướng dẫn. Thì thấy dễ nhưng mà lại khó thật. Cách quan trọng để ươm cái xà lách là chúng ta vô đất cho thật sạch. Cho trấu với sơ dừa với phân trộn á các bạn. Rồi mình rải hộp lên, rải hộp lên cho đều. Rồi mình rải thêm một lớp mỏng thôi. Cái cho trấu á. Để tạo cho nó ấm đất. Tại vì khi mình làm clip ở ngoài đất mình là cũng rải nhiều lắm nhưng mà lên một hai cây. Tại vì mình thích trồng cái cải xà lách này là một điều là nó không có sâu và chúng ta không cần phải xịt thuốc gì hết. Nó lên đất tốt thấy thương. Thì mình làm được một lần trồng một lần đầu tiên thì mình lại mê trồng nữa nhưng mà nhiều lần thất bại mình gieo ra là không lên. Thì mình cứ tưởng là cái hộp giống nó bị cũ nó không lên. Rồi mình mới mua cái hộp giống mới cũng vẫn không lên. Bây giờ mình vô cái thùng mốt mình làm như thế này thì nó lên được vậy. Để chúng ta phải có nhiều cái kinh nghiệm như lắm. Nhưng mà giờ nhờ cái thông tin hiện đại thời buổi này thì nhiều anh em ta lên ta làm người ta chỉ mình thì mình lên mình coi thì rất là hiệu quả. Nên cái gì nó cũng phải học hỏi kinh nghiệm của những cái vị mà đi trước. Họ làm thì mình bắt chước theo thì mình sẽ đỡ mất thời gian hơn và tốn công hơn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và trân trọng kính chào.